Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog nha cả nhà. Thì trưa hôm nay cũng có nấu lẩu cua đồng nha, để ăn trưa. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cách cho mình một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì nguyên liệu mình nấu món cua đồng này, thì ở đây là gồm có cua đồng nha cả nhà. Cua đồng mình đã xay sẵn hết rồi. Ở đây là gạch cua nha. Đây mình có thêm là đậu hũ. Với lại thịt bò. Đây cũng có mớ tôm nha cả nhà. Với lại giò nấu cho nó nước ngọt xương, ngọt nước nha. Ở đây là những gia vị mà để mình nấu cái món lẩu cua đồng nha cả nhà. Còn có hành tím với tỏi. Với lại những cái loại rau mà ăn để ăn kèm với lẩu cua đồng nha cả nhà. Ở đây còn có mùng tơi, mớp, với lại cũng có mớ nấm chim châm nha cả nhà. Ở đây thì bắp chuối, với lại đây mình cũng có mớ bún nha cả nhà. Ở đây là cua đồng nha cả nhà, bỏ nước vô đựng mình lọc ra mình lấy cái thịt. Này mình đã xay sẵn hết rồi. Rồi mình luộc ra nha cả nhà. Cái này mình ra mình có sạch nó ra cả nhà, nó là mình nấu lại mình lấy nguyên luôn. Ui, rất là nhiều nữa cả nhà. Cho vào nước nữa. Vậy cua mình cũng đã luộc xong rồi nha cả nhà. Còn đoạn tiếp theo thì mình bắt nó lên để mình nấu, đừng lấy cái riêu cua nha cả nhà. Lấy cái thịt cua ra nha. Cái này mình nấu cho lửa thật là lớn nha cả nhà, để cho cái thịt cua nó nổi lên nha. Giờ thịt cua của mình cũng đã nổi lên nha cả nhà. Cua này nó mập quá cho nên thịt nhiều lắm. Giờ thịt cua của mình nó nổi lên quá trời nha cả nhà. Thịt nhiều lắm. Bây giờ mình cũng vớt thịt cua ra nha cả nhà. Đã. Thịt. Đó trời. Ồ thịt mà cả nhà. Cua quá trời thịt. Mềm. Giờ mình cũng đã vớt hết cái thịt cua ra này nha cả nhà. Bây giờ đây mình bắt cái nồi nước dùng để mình nấu nước lẩu cua đồng nha cả nhà. Bây giờ đây cái nồi cua hồi nãy mình nấu đó. Nên bây giờ mình đổ qua đây luôn để mình làm cái nồi nước dùng nha.
Bây giờ nướng đã xong mình bỏ tiếp cái giò heo vô luôn nha cả nhà, cho nó ngọt nước nha. Cái giò heo này mình cũng đã có chần qua nước sôi hết rồi nha. Để vô luôn cho nó ngọt. Bật bếp lên để mình xào cà chua với gạch cua rồi nha cả nhà. Chảo đã nóng rồi, mình bỏ tỏi với hành tím vô nha cả nhà. Tỏi mình cũng đã vàng rồi nha cả nhà, mình vớt ra một ít nha. Để lại. Tính tích điện hồi mình để cho cái nồi lẩu mình nha. Tiếp tục mình cho cà chua vô nha cả nhà. Tiếp tục mình cho gạch cua vô luôn nha cả nhà. Màu đẹp. Rồi mình bỏ tiếp tục cái thịt cua vô luôn nha cả nhà. Mình xào một cái hỗn hợp để một hồi cái mình bỏ vô cái nồi lẩu của mình nha. Rồi, mình cũng nêm mới gia vị nha cả nhà. À, vậy cái nồi cái cua này mình đã làm xong rồi nha cả nhà. Mình chờ một hồi mình bỏ vào nồi lẩu luôn nha. Rồi, mình cho cái thịt cua này với cái cà chua hồi nãy mình xào đó, mình cho vô cái nồi lẩu luôn nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục mình cho đậu hũ vô luôn nha cả nhà. Cái này mình bỏ thêm ít tôm nữa nha cả nhà.
Rồi, mình bỏ cái mớ hành phi hồi nãy mình bỏ vô cái nồi đậu mình luôn cả nhà. Mình bỏ ít nồi gai vô nha. Rồi, vậy cái nồi lẩu mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay cũng có nấu lẩu cua đồng ăn trưa nha cả nhà. Ở nhà ăn trưa cùng hai cha con mình luôn nha. Mở với chú ăn lẩu hai cha con rồi. Gặp phải đúng rồi. Không bỏ thịt bò đi, bỏ thịt bò đi nó sẽ vẫn như thế. Chị cũng có nấu lẩu cua đồng ăn trưa mà cả nhà ăn trưa mà hai đứa con mình luôn nha.
thịt cua nằm dưới này mà. Dạ, cái yếu cơ. Cái thằng nó được chăm bó nhiều luôn á. Thì đấy mình cũng đã dài như thế nha, tắt thời gian phút nha, hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha, nhà để hay nhớ đăng ký ủng hộ hai cha con nha, hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà, bye.